Thưa anh chị, sự kiện huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Việt Nam Trussier bị sa thải đã làm cho cộng đồng mạng mắt lòng mắt dạ bởi những bức xúc bị dồn nén trước thành tích thảm hại của đội tuyển bóng đá Việt Nam gần đây, và kèm theo đó là những bình luận có lúc nghiêm túc, có lúc không thể nhịn cười được. Thưa anh chị, chúng tôi xin giới thiệu lại một số ý kiến đáng chú ý trên mạng xã hội về vấn đề này. Thưa anh chị, đó là ý kiến của nhà báo Cao Huy Thọ, một nhà báo thể thao kỳ cựu đã có hơn 20 năm viết về thể thao, đặc biệt là bóng đá. Nhà báo Cao Huy Thọ công tác tại báo Tuổi Trẻ. Tuyệt vời bóng đá, không người Việt nào vui với kết quả 0-3 của tuyển Việt Nam trước Indonesia vào tối 26 tháng 3 ngay trên sân Mỹ Đình. Không người Việt nào vui khi VFF ngay trong đêm đã nói lời chia tay với phù thủy trắng tay, vì cái giá phải trả cho cuộc chia tay này là một núi tiền mà chả mang lại được điều gì cho bóng đá Việt Nam. Không người Việt nào vui khi Bình Tâm nhận xét thì thất bại không chỉ do mỗi mình ông Trussier mà là cả một thế hệ kế thừa kém hẳn so với lứa đàn anh. Đồng thời lứa đàn anh thế hệ vàng đang ở tuổi đỉnh cao 28-29 mà sa sút quá mau lẹ. Có nhiều chuyện không vui về bóng đá Việt Nam, nhưng thôi, tôi đã tìm thấy một điều tuyệt vời, đó là từ khán đài. Đêm xem 6 tháng 3 năm 2024, người hâm mộ đã trưng ra những băng rôn ngay trên khán đài sân Mỹ Đình để bày tỏ quan điểm của mình về vị huấn luyện viên người Pháp. Trussier, get out. Không thể chấp nhận một vị lãnh đạo của đội mình thua trận mà vẫn bình thản như không, thua trong thế trận mà không thấy lối ra lượt đi, mà vẫn nhân bảo thấy được nhiều điều lạc quan. Và người hâm mộ đã công khai bày tỏ quan điểm của mình, ship phải ra đi. Trước áp lực đó, VFF đã phải xử lý ship Trussier trong đêm. Không xử lý ngay thì lửa cháy lan đến VFF sao? Đó là câu chuyện tuyệt vời từ bóng đá đã thấy được từ khán đài với hơn 30.000 người dân. Nhà báo Võ Đức Phúc có ý kiến cũng rất buồn cười. Huấn luyện viên Trussier đã bị rời khỏi đội tuyển Việt Nam, chấm dứt chuỗi ngày sống lạc quan, thua trong thế thắng và rồi chính thức ngẩng cao đầu rồi chiếc ghế của huấn luyện viên đội trưởng đội bóng đá Việt Nam, không quên lời cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ trong thời gian vừa qua. Với mức lương 50.000 đô la một tháng, tương đương 1,2 tỷ tiền Việt Nam, khoác lác được một năm sau khi trừ chi phí uống bia hơi tay vịn cũng dình dụm được mua một căn hộ chung cư cao cấp ngay trung tâm cho mấy cháu sugar. Thôi năng lực chỉ có thế nên về đuổi gà, buôn chổi đốt, chạy xe ôm, học mấy quan chức biến chất mà làm giàu. Trong thời gian thất nghiệp, nếu cần mẹ giới thiệu huấn luyện cho đội bóng ao làng đúng nghĩa ở ngoài quê thì nhớ inbox và nói tiếng Việt nha, Trussier. Còn nhà báo Hà Phan và rất nhiều người nữa thì đã chuyển khoản cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam 10.000 đồng. 10.000 đồng Việt Nam, thưa các anh chị. Mới hay, tin Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF phải trả thêm 3 tháng lương cho ông Trussier để đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sớm trước thời hạn. Tôi xin góp chút tiền cho trả đi nhanh. Buồn cười, thưa các anh chị. Tác giả Trịnh Thanh Hùng. Sai lầm lớn nhất dẫn đến công trạng của huấn luyện viên Trussier khi lên nắm đội tuyển Việt Nam là không hiểu về truyền thống cách mạng, không lấy lịch sử hào hùng để soi rọi làm rạng rỡ tương lai. Ông đã vùi đi ngọn lửa ảo mộng của hàng triệu trái tim mơ về những giấc mơ không tưởng, xóa nhòa đi khí thế hừng hừng mỗi ngày của hôm nào. Thường châu những hậu tướng trí dũng thỏ muôn phương, đốt lửa tên tuyết rắn sưởi ấm lòng quê hương, giặc mạnh không chung bước, mưa gió vẫn can trường đi vào trong sách sử nghìn năm tiếng phi thường. Để rồi mái này ai nhắc lại Thường Châu, bữa ấy tuyết rơi bạc mái đầu, mười mấy dũng sĩ lao ngược gió để đời kính phục mãi về sau. Lưu vong trên chính quê hương Mỹ Đình thì có đớn đau nào hơn thế. Những bài ca cổ động mang tính bóng cha già đã tắt liệm bởi sóng dữ Indo. 3-0 là 3 quả bom nguyên tử mà Trussier đã mang về từ xứ Java để thả xuống Huế, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Tuy không có tiếng nổ nhưng ba đám mây hình nắm đập phủ đen bầu trời nước Việt. Không đưa chữ S vào thời kỳ nguyên thủy nhưng song sống đã đẩy 100 triệu dân từ thế giới quan đường về thế giới thực tại. Xin ngàn lần cảm ơn ông Trussier. Thưa anh chị, nó buồn cười đến như thế, cộng đồng mạng thật là khôi hài phải không? Trong khi đó về mặt chính thức,
Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với huấn luyện viên Trussier mà không phải đền bù bất cứ khoản nào. Đêm 26 tháng 3, ngay sau thất bại 0-3 của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, VFF và huấn luyện viên Trussier đã tuyên bố chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Chiến lược gia người Pháp rời ghế thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam ngay từ ngày 26 tháng 3 năm 2024. Sau trận đấu với Indonesia kết thúc, huấn luyện viên Trussier ở lại tham dự cuộc họp báo. Kết thúc cuộc báo, chiến lược gia người Pháp không đi cùng xe đội tuyển Việt Nam từ sân Mỹ Đình về khách sạn mà được xe riêng chở thẳng về trụ sở VFF cách đó khoảng 1 km. Tại đây, lãnh đạo VFF và ông Trussier đã có cuộc họp chân tình, cởi mở, thấu hiểu lẫn nhau. Cuộc họp đã đến thống nhất về việc hai bên chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Chiến lược gia người Pháp rời ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam quốc gia và U23 Việt Nam. Một quan chức VFF nói ông Trussier rất hiểu vấn đề và rất chuyên nghiệp nên không mất thời gian để bàn luận nhiều. VFF tôn trọng huấn luyện viên Trussier và những điều ông đã làm cho bóng đá Việt Nam hơn một năm qua. Trong quá trình làm việc, VFF đã phối hợp tạo điều kiện tốt nhất cho ông. Ông là huấn luyện viên có trình độ, tuy nhiên không phải giỏi thì đương nhiên là phù hợp, do vậy hai bên quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, không có tranh chấp. Còn theo thông tin của báo Tuổi Trẻ Online, dù kết thúc hợp đồng trước thời hạn, nhưng VFF không phải đền bù cho huấn luyện viên Trussier bất cứ khoản tiền nào. Hợp đồng với VFF ký với ông Trussier có thời hạn hơn 3 năm, từ ngày 1 tháng 3 năm 2023 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026. Mức lương của ông là hơn 50.000 đô la một tháng sau thuế và trừ các khoản lợi ích khác. Trong năm đầu tiên, nhiệm vụ của huấn luyện viên Philippines Trussier là giúp đội tuyển U22 Việt Nam vào đến trận chung kết SEA Games 32 tại Campuchia nhưng đã thất bại. Năm 24, chỉ tiêu huấn luyện viên Trussier là đưa đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại thứ hai của World Cup 2026 và giành huy chương AFF Cup 2024. Dù vậy, hai thất bại liên tiếp trước Indonesia đã khiến điều này trở nên sai phải. Trong hơn một năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, ông Trussier đã có 14 trận đấu và có 10 trận thua, 4 trận thắng. Khi ông Trussier tiếp quản ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, tuyển Việt Nam đang đứng thứ 94 trên thế giới. Nhưng chỉ sau 14 trận, tuyển Việt Nam đã rơi vào hạng 107 thế giới, thứ hạng thấp nhất trong nhiều năm qua. Ngày 26 tháng 3 năm 2024, VFF và huấn luyện viên Trussier đã kết thúc hợp đồng. Trước thời hạn, huấn luyện viên Trussier sẽ sớm rời Việt Nam cùng đội ngũ trợ lý của mình. Thưa anh chị, tôi còn một cái bình luận của một nhân vật rất đặc biệt nữa, đó là nhiếp ảnh gia Thái Viên, và tôi dành lại bình luận này ở phần cuối cùng trước khi kết thúc bài nói chuyện này. Xin giới thiệu bình luận của nhiếp ảnh gia Thái Viên. Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định sa thải huấn luyện viên Trong Dê vì đã vi phạm quy định về những điều huấn luyện viên không được làm, trách nhiệm dẫn dắt, nêu gương của người thuyền trưởng và chịu trách nhiệm người đứng đầu đội tuyển theo các quy định. Những vi phạm khuyết điểm của ông Trong Dê đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, của người hâm mộ và cá nhân. Mặc dù ông không nhận thức rõ điều này để làm đơn xin thôi chức. Giữ các chức vụ được phân công, nhưng liên đoàn buộc phải cách chức và ra quyết định sa thải. Điều này không có ngoại lệ và không có dùng cấm. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.